Hello, bạn là Hồng Loan, xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức, vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là sáng của ngày thứ Năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022. Loan Lộc kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Niềm vui của ba chị em gốc Việt đạt điểm cao nhất ở Học viện Evolution. Tin từ Texas, trạm xăng bị đánh cắp hơn 1.000 gallon nhiên liệu diesel. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham lặp lại mạnh mẽ lời kêu gọi ám sát Vladimir Putin. Tổng thống Joe Biden gọi Putin là tội phạm chiến tranh khiến cho Nga nổi giận. Tỷ phú Elon Musk đáp trả những người ủng hộ ông Putin và tuyên chiến lần thứ hai. Tay súng bắn tỉa giỏi nhất thế giới ở Ukraine có phải đã bị đặc nhiệm Nga sát hại? Tin ngắn về tình hình chiến sự tại Ukraine. Quân đội Nga phá hủy và chiếm hàng loạt vũ khí tối tân của Mỹ và NATO chuyển giao cho Ukraine. Tin từ Pháp, tiến hành khai quật mộ cổ bên dưới nhà thờ Đức Bà Paris. Trung Quốc lên kế hoạch xâm lược Đài Loan vào mùa thu. Tin Việt Nam, mỗi ngày vẫn còn 100 người qua đời vì dịch bệnh, người bệnh mãn tính nhập viện khi đã chuyển nặng. Thưa quý vị, tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay, niềm vui của ba chị em gốc Việt đạt điểm cao nhất ở Học viện Evolution. Ba chị em Trần Hân, Trần Trân và Trần Ngân, 18 tuổi, là ba nữ sinh có điểm đầu ra cao nhất trong số 148 học sinh tốt nghiệp năm nay của Học viện Evolution tiểu bang Texas. Trân là thủ khoa, Hân là á khoa, còn Ngân thì xếp vị trí thứ ba. Đây là ngôi trường được thành lập vào năm 2022 dành cho những học sinh không đỗ cấp 3. Theo The Fox 26, sau khi cha mẹ chia tay tại Việt Nam vào năm 2012, ba chị em họ Trần đã theo cha đến tiểu bang Nevada của Mỹ. Đến năm 2015 thì bốn cha con đã chuyển đến North Texas. Tại đây, cả ba chị em đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nên đã thi trợ cấp 3. Chúng tôi không thích ra ngoài hay nói chuyện với ai mà chỉ muốn ở trên giường cả ngày, rất sợ phải đối mặt với thế giới. Nhưng chúng tôi không thể khiến mẹ thất vọng, ba cô gái đã chia sẻ ở trên WFAA. Họ không đi học trong khoảng 6 tháng trước khi được nhận vào Học viện Evolution, nỗ lực học tập và tốt nghiệp với số điểm cao nhất. Đây là vinh hạnh lớn nhất của chúng tôi vì cả ba chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đạt thứ hạng cao trong lớp. Ba chị em chỉ nghĩ là nỗ lực rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Trường hợp của ba chị em rất là phổ biến ở Evolution. Nhiều học sinh đã gặp những khó khăn nhất định do nguyên nhân chủ quan hay là khách quan. Nhưng mà bạn bắt đầu như thế nào không quan trọng bằng cách bạn kết thúc. Cynthia Trick, người sáng lập Học viện Evolution, đã nhấn mạnh sau khi tốt nghiệp thì ba cô gái dự định sẽ học ngành kinh doanh và dịch vụ khách hàng tại trường Richland College, Texas. Cả ba chị em đã cùng vượt qua khó khăn để đạt được thành tích tốt tại Mỹ. Học sinh tốt nghiệp tại Học viện Evolution đều có cơ hội để mà thi đậu các trường đại học cao đẳng hàng đầu của Mỹ. Chúc mừng ba chị em. Khi mà qua thì chỉ có một mình người cha chăm sóc cho ba đứa con gái, cho nên các em đã gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống thưa quý vị. Nhưng mà cũng rất mừng là các em đã đậu những cái điểm rất là cao và tương lai đang mở rộng trước mắt. Chúc cho tất cả gia đình luôn luôn thật là vui vẻ, hạnh phúc và đón nhận những cái niềm vui còn nhiều hơn nữa trước mắt của các em. Tin từ Texas, trạm xăng bị đánh cắp hơn 1.000 gallon nhiên liệu diesel. Trạm xăng thuộc sở hữu của một gia đình ở Texas nhận ra rằng họ đã bị kẻ trộm sử dụng cải nắp hầm bồn chứa dầu ở cây xăng, đánh cắp hơn 1.000 gallon nhiên liệu diesel. Jerry Thayil là quản lý tại trạm xăng Fuga Express ở phía tây nam của Houston, nói rằng ông đang lấy hàng tồn kho hàng ngày từ các thùng nhiên liệu dưới lòng đất của trạm xăng vào tuần trước và nhận ra rằng số lượng đã bị giảm. Ngày đầu tiên tôi thấy có 365 gallon bị thiếu, sau đó ngày hôm sau điều tương tự xảy ra, vì vậy chúng tôi bắt đầu xem xét các camera. Sau khi kiểm tra camera thì anh nhận thấy một chiếc xe đang dừng ở trên nắp bồn chứa dầu nhưng không ai bước ra khỏi xe. Trên xe có một cái lỗ bên trong xe và có thể một người đàn ông bên trong chiếc xe đã mở nắp hầm bồn xăng của chúng tôi, cắm một cái vòi vào đó, anh nói. Trong lần thử thứ tư vào ngày thứ sáu vừa qua thì anh cho biết anh đã đuổi chiếc xe tải đi. Tôi không muốn họ đánh cắp của chúng tôi một lần nữa và mất thêm từ 1.200 cho đến 1.300 đô la cho mỗi lần như vậy. Chúng tôi là một doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình, vì vậy một xu cũng có giá trị đối với chúng tôi. Và tổng cộng, ông cho biết, việc kinh doanh đã mất từ 5.000 đến 6.000 đô la tiền nhiên liệu. Sở cảnh sát của Houston đã nói rằng họ đang điều tra về vụ việc và họ tìm thấy hai báo cáo về vụ trộm gas tương tự trong các khu vực trong vòng 6 tháng qua.
ông Thái Yin đã nói với đài truyền hình rằng doanh nghiệp đang đàm phán với công ty bảo hiểm của mình để xem các vụ trộm có được bảo hiểm hay là không. Rồi họ trộm mà tinh vi luôn, coi như cái xe họ chế biến sẵn để mà chuyên đi trộm những cái cây xăng như vậy, thưa quý vị. Có nghĩa là cái xe giống như dạng xe van thì họ làm một cái lỗ ở trong cái xe van. Khi mà xe đậu vào cái lỗ mà hút cốc của cái bồn xăng đó thì có một người mở cái nắp ra và chui xuống. Thì cái camera không có quay được cái cách mà cái những cái người đó mở nắp bồn xăng và ăn cắp. Họ đậu trên đó. Mà xung quanh người ta nhìn, người ta cũng chỉ thấy một cái chiếc xe đậu thôi, chứ người ta cũng không biết là đang ăn cắp xăng ở trong đó. Và rất nhiều nơi ở Texas hiện nay cũng bị ăn cắp theo cái kiểu như vậy đó, thưa quý vị. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham lặp lại mạnh mẽ lời kêu gọi ám sát Vladimir Putin. Ông đã nhắc lại lời kêu gọi ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin, so sánh Tổng thống Nga với Adolf Hitler. Vâng, tôi hy vọng ông ấy sẽ bị ám sát bằng cách này hay cách khác. Ông nói khi được hỏi, ông đã tổ chức một cuộc họp báo sau bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước các thành viên quốc hội để đưa ra nghị quyết thúc giục Tổng thống Joe Biden cho phép chuyển giao các máy MiG của Ba Lan cho Ukraine trong bối cảnh Nga xâm lược. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã phản đối việc cho phép chuyển giao, lo ngại rằng nó sẽ làm leo thang căng thẳng với Nga. Ông Graham đã nói, nếu có John McCain ở đây, ông ấy cũng sẽ nói lên điều tương tự. Đã đến lúc thủ tiêu ông Putin, ông ta là một tội phạm chiến tranh. Ông Graham cũng đã nói rằng, ông không muốn lực lượng Mỹ thực hiện cái vụ ám sát này. Ông Putin không phải là nhà lãnh đạo hợp pháp, ông ấy là một tội phạm chiến tranh. Ông ấy cần bị xử lý bởi người dân Nga. Ông nói, tôi không yêu cầu xâm lược Nga để tiêu diệt họ. Tôi không yêu cầu gửi lực lượng Mỹ vào Ukraine để chống lại quân đội Nga. Tôi yêu cầu người dân Nga hãy đứng lên và chấm dứt triều đại khủng bố này cho các bạn và thế giới nói chung. Graham lần đầu kêu gọi ám sát Putin vào ngày 4 tháng 3. Điều đó nhanh chóng thu hút sự chỉ trích thậm chí từ phe cánh hữu của đảng, với thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas và dân biểu Marjorie Taylor Greene của Georgia cũng đã phản đối lời bình luận của Graham. Tổng thống Joe Biden gọi Putin là tội phạm chiến tranh khiến cho Nga nổi giận. Tổng thống Joe Biden vào ngày thứ Tư đã gọi ông Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ sử dụng cụm từ này để nói về đồng nghiệp Nga kể từ khi Moscow tiến hành xâm lược Ukraine cách đây gần 3 tuần. Ông Biden đưa ra ý kiến trên trước một số ký giả tại Tòa Bạch Ốc sau sự kiện đạo luật chống bạo lực phụ nữ. Khi được hỏi liệu Putin có phải là tội phạm chiến tranh hay không, Tổng thống Mỹ lúc đầu nói là không và bỏ đi, nhưng rồi ông lại quay sang truyền thông và khi câu hỏi được lặp lại, ông Biden bảo ông nghĩ lãnh đạo Nga là tội phạm chiến tranh. Ồ, tôi nghĩ ông ta là một tội phạm chiến tranh, ông Biden đã nói và không giải thích gì thêm. Tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc James Psaki đã nhắc lại hành động ném bom một bệnh viện phụ sản trong số những cuộc tấn công khác vào thường dân. Chúng ta chứng kiến tất cả những hành động man rợ của một nhà độc tài ở quốc gia đang đe dọa và tước đi mạng sống của dân thường, tấn công bệnh viện, phụ nữ mang thai, ký giả và những người khác. Tôi nghĩ Tổng thống đang trả lời trực tiếp câu hỏi, Psaki cho hay, và Bộ Ngoại giao cũng xem xét pháp lý với những hành động của Nga ở Ukraine. Điện Kremlin cho biết việc Tổng thống Joe Biden lên án Tổng thống Nga Putin vì hoạt động quân sự ở Ukraine là không thể chấp nhận được và không thể tha thứ. Người phát ngôn của ông Putin đã nói, chúng tôi tin rằng những lời lẽ như vậy không thể chấp nhận được và không thể tha thứ được đối với người đứng đầu một quốc gia có bom đạn cướp đi sinh mạng hàng trăm ngàn người trên thế giới. Tỷ phú Elon Musk đáp trả những người ủng hộ ông Putin và tuyên chiến lần thứ hai. Sau khi tỷ phú Elon Musk công khai tuyên chiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống của Chechnya và lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga, những người ủng hộ Putin đã trả lời trên Twitter. Ông Musk cũng không hề tỏ ra yếu đuối và đáp trả bằng cách đăng một bức ảnh ông Putin đang cởi gấu, còn ông thì cầm súng phun lửa và tuyên chiến một lần nữa. Elon Musk, người không hài lòng với cuộc xâm lược quân sự của Nga vào Ukraine, đã thu hút hơn 300.000 cư dân mạng ủng hộ ông sau khi đăng dòng tweet hôm thứ Hai rằng ông thách thức ông Putin và yêu cầu ông có một cuộc đối đầu tay đôi. Tỷ phú Mỹ Elon Musk đã viết trên Twitter rằng, tôi thách ông Vladimir Putin đấu tay đôi, phần thưởng cá cược là Ukraine. Liệu ông có chấp nhận lời thách đấu này không? Ông Musk đã viết thêm bằng tiếng Nga và ông Musk cũng thác vào tài khoản Twitter đại diện cho Tổng thống Nga. Sau đó thì Tổng thống Chechnya hiện đang ở tại Ramzan Kadyrov, người ủng hộ Putin đã trả lời trên Twitter rằng Musk,
tôi sẽ không khuyên bạn đấu với Putin, hạng cân của bạn quá khác biệt. Rogozin là người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga cũng đã tweet lại và gọi ông Musk là quỷ nhỏ, chế nhạo ông là quá yếu và khuyên ông đừng lãng phí thời gian. Elon Musk sau đó đã đáp trả cả hai người ủng hộ Putin. Tôi nghĩ ông là một nhà đàm phán cứng rắn. Được rồi, ông có thể có thêm 10% tiền cược. Sau đó thì ông Musk đăng một bức ảnh tổng hợp của ông Putin cởi một con gấu, người thì cởi trần, được lan truyền rộng rãi trên Internet và kèm theo bức ảnh ông Musk đang cầm một khẩu súng và phun lửa. Bức ảnh kèm theo câu ngắn gọn là hãy chọn đấu sĩ của bạn, một lần nữa công khai tuyên chiến với ông Putin theo cách này. Ngoài ra thì ông Musk cũng đã trả lời một số cư dân mạng khác, người cho rằng ông Putin sẽ dễ dàng thắng trận. Ông Musk viết, nếu Putin có thể hạ nhục phương Tây dễ dàng như vậy, ông ấy sẽ chấp nhận thử thách, nhưng ông ấy sẽ không làm vậy đâu. Câu trả lời của ông đã thu hút 80.000 lượt yêu thích, 10.000 lượt đăng lại trên Twitter. Chia sẻ quý vị những cái câu đối thoại vui vui cho mình relax một chút. Hồng Loan đọc cái này, Hồng Loan thấy nó vui, thấy mình mắc cười lắm. Là tại vì một cái nhà tỷ phú mà đôi khi ông có những cái lời đáp trả rất là cứng rắn nhưng mà rất là tiếu hả quý vị? Nhưng mà đối với những người không bình thường, mình phải có những cái đáp trả không bình thường như vậy mới thích đáng với những người như vậy. Thì Lộc nghĩ là có thể sẽ động đến ông Putin, mà một ngày nào đó ông nói được, tôi sẽ cởi trần ra và đấu với ông. Tay súng bắn tỉa giỏi nhất thế giới ở Ukraine có phải đã bị đặc nhiệm Nga sát hại? Thông tin rằng đặc nhiệm Nga đã tiêu diệt tay súng bắn tỉa giỏi nhất thế giới ở Ukraine. Tay súng đó là Wally, anh được truyền thông phương Tây và một số nhà báo tự do ở Nga ca ngợi, thậm chí gọi là xạ thủ bắn tỉa giỏi nhất thế giới. Tờ Pravda.ru đã đưa tin tay lính bắn tỉa đánh thuê người Canada được truyền thông phương Tây tán dương là chết chóc nhất và là mối đe dọa lớn của Nga đã bị quân đội Nga tiêu diệt ở Ukraine. Theo kênh truyền hình StarCraft, tay súng còn có tên là Vali, 40 tuổi, từng là lính bắn tỉa thuộc Trung đoàn Hoàng gia số 22 của Canada và đã có kinh nghiệm chiến đấu ở Afghanistan cũng như là Iraq. Thời gian vừa qua thì Vali đã chuyển sang một nghề nghiệp mới, nhưng theo lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky, anh ta đã quyết định đi đến Ukraine. Điều đáng nói ở đây là Vali được truyền thông phương Tây và một số nhà báo tự do ở Nga đã ca ngợi, thậm chí còn gọi là xạ thủ bắn tỉa giỏi nhất thế giới. Và các nguồn tin cho biết là tay súng bắn tỉa người Canada này đã chạm trán lực lượng đặc nhiệm của Nga chỉ 20 phút sau khi họ đổ bộ vào Mariupol. Bất chấp tất cả những khí chất mà truyền thông phương Tây đã gắn ghép cho Vali, ông ta đã nhanh chóng bị loại bỏ trong trận chiến thoáng qua, Pravda đã viết. Không ai xác nhận tin tức và nhiều người tin rằng những tuyên bố này là một hình thức tuyên truyền khác. Một thành viên của lữ đoàn Norman đã chia sẻ một bản cập nhật viết rằng Wally không và không hoạt động ở Mariupol. Theo lời của người Nga, anh ta đã bị giết tại thành phố này. Một phương pháp được sử dụng trong PSYOPs là làm tràn ngập các phương tiện truyền thông xã hội với những thông tin sai lệch để khiến cho ai đó ở đâu đó nói và tiết lộ khu vực hoạt động thực sự của anh ta bằng cách khai thác sự kiêu ngạo, cảm giác bất khả chiến bại của mọi người. Hãy thông minh, một vụ giết người chưa được xác nhận không phải là một vụ giết người. Thì họ nói đây là những cái lời mà phao tin đồn để cho cái anh Wally này ảnh lên tiếng, là bởi vì anh này, quý vị biết là ảnh là một cái người bắn tỉa, xạ thủ rất là giỏi ở Canada, và nghe lời kêu gọi của Walensky thì ảnh đã gia nhập vào Ukraine. Nhưng mà bên phía bên kia không biết là anh này hiện đang ở nơi nào, và giả bộ nói là mới có đối mặt có 20 phút đã bị bắn chết rồi. PSYOP có nghĩa là thuyết âm mưu, đối với bị giống như vậy. Thì cũng muốn là anh này sẽ lên tiếng, và khi mà anh lên tiếng họ biết vị trí của anh ở đâu. Những cái người này chơi thuyết âm mưu rất là hay. Tin ngắn về tình hình chiến sự tại Ukraine. Tổng thống Joe Biden đã công bố khoản trợ giúp an ninh mới trị giá 1 tỷ đô la, cũng như việc triển khai vũ khí và máy bay không người lái tầm xa hơn tới Ukraine. Quyết định này nhằm bảo đảm với Ukraine về sự hỗ trợ chưa từng có của Mỹ trong xung đột với Nga. Khoản trợ giúp trên được phê duyệt khi lực lượng Nga đang áp sát thủ đô Kiev của Ukraine. Trong đó, 200 triệu đô la sẽ được phân bổ vào cuối tuần và 800 triệu đô la đã được Quốc hội Mỹ thông qua vào tuần trước. Đây là những hoạt động chuyển giao trực tiếp thiết bị từ Bộ Quốc phòng của chúng tôi cho quân đội Ukraine để giúp họ chiến đấu, ông Biden tuyên bố. Thông báo của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, trong bài phát biểu trước Quốc hội của
của Tổng thống Zelensky kêu gọi sự giúp đỡ hơn nữa của Washington. Trong bài phát biểu, thì ông Zelensky đã ghi nhận tất cả sự hỗ trợ từ Mỹ, nhưng hy vọng Washington sẽ tăng cường viện trợ nhân đạo và quân sự hơn nữa cho Ukraine. Ngày 16 tháng 3, thì Moscow một lần nữa yêu cầu hoãn cuộc bỏ phiếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về một nghị quyết liên quan đến tình hình nhân đạo ở Ukraine. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao tin rằng văn bản trên cuối cùng có thể bị hủy bỏ do thiếu sự ủng hộ từ các đồng minh của Nga. Các nhà chức trách ở thành phố cảng Mariupol ở Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã tấn công một nhà hát nơi có hàng trăm thường dân đang trú ẩn. Nga đã cố tình phá hủy nhà hát kịch nơi hàng trăm người đang ẩn náu. Chính quyền thành phố Mariupol đã thông báo trên Telegram. Các quan chức địa phương đã đăng một bức hình về tòa nhà của nhà hát. Khu vực giữa của nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn, với làn khói trắng dày đặc bốn bên đổ nát. Các quan chức cho biết một quả bom đã được thả xuống tòa nhà từ một chiếc máy bay. Hiện chính quyền tại đây chưa có ghi nhận về sự thương vong. Hãng Sputnik dẫn tuyên bố của nhà lãnh đạo Kadyrov viết trên Telegram rằng các binh sĩ của Nga bị quân đội Ukraine bao vây gần ở Mariupol đã được lực lượng Chechnya giải cứu. Nhà lãnh đạo của Chechnya, ông Kadyrov, cho biết là các binh sĩ của Nga bị quân Ukraine bao vây từ vài ngày trước đã được giải cứu. Ông viết trên Telegram, thưa các bạn, những chiến binh Nga ở gần Mariupol, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang là ông Putin, đã tiến hành thành công chiến dịch đột kích vào vòng vây đang ép chặt một nhóm lính đặc nhiệm của Nga. Họ đã bị bao vây từ vài ngày nay. Thông tin thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov không còn nằm trong tay Nga đã được Andriy Yermak, là người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, tuyên bố. Thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov đã được thả khỏi sự giam cầm ở Nga, ông viết trong một bài đăng trên Telegram. Kirill Tymoshenko, là phó giám đốc của người Ukraine, văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã xác nhận rằng Zelensky đã nói chuyện với Fedorov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đăng video Tổng thống nói chuyện với thị trưởng qua điện thoại di động. Chúng tôi không từ bỏ chúng tôi, ông Zelensky đã nói. Trong một bài đăng trước đó, ông cho biết một hoạt động đặc biệt nhằm giải phóng thị trưởng Melitopol vừa được hoàn thành thành công. Fedorov bị bắt vào ngày 11 tháng 3 khi đang ở trung tâm khủng hoảng Melitopol và được dẫn ra khỏi tòa nhà với một chiếc túi nhựa trên đầu, Quốc hội Ukraine đã cho biết. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock kêu gọi sự giúp đỡ nhiều hơn từ các nước ngoài châu Âu để đối phó với cuộc khủng hoảng người tị nạn đang nổi lên do hậu quả của xung đột với Ukraine. Đó là lời kêu gọi của tôi đối với bạn bè của chúng ta ở Mỹ, Canada và trên toàn thế giới. Bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta là làm việc cùng nhau để xây dựng một cây cầu đoàn kết xuyên Đại Tây Dương. Tổ chức Thế giới WHO cho biết các cơ sở y tế và nhân viên y tế trên toàn cầu đang bị tấn công với tốc độ chưa từng có, đặc biệt là trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo WHO, chỉ trong 3 tuần kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, đã có ít nhất 43 cuộc tấn công vào các cơ sở y tế ở Ukraine. Các cuộc tấn công trên đã được xác minh khiến cho 12 người thiệt mạng và 34 người bị thương, bao gồm 34 vụ tấn công vào bệnh viện và các cơ sở y tế khác. Ngoài ra, có 7 vụ tấn công vào xe cứu thương và 10 vụ vào nhân viên y tế tại Ukraine. Quân đội Nga phá hủy và chiếm hàng loạt vũ khí tối tân của Mỹ và NATO chuyển giao cho Ukraine. Sputnik cho biết Mỹ và các đồng minh của họ đã chuyển giao cho Ukraine lượng vũ khí khổng lồ, trong đó riêng vũ khí chống xe tăng lên đến 17.000 đơn vị. Mới đây, quân đội Nga đã công bố video ghi lại hình ảnh cho thấy các dân quân ở Donbass đang huấn luyện sử dụng các loại tên lửa chống xe tăng tối tân nhất Javelin và Enlor mà họ thu giữ được của Ukraine trong quá trình tác chiến. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo những vũ khí và thiết bị quân sự của Ukraine do phương Tây chế tạo bị thu giữ đã và đang được chuyển giao cho các đơn vị của quân đội hai nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk tự xưng để họ sử dụng. Hình ảnh trong video cho thấy hàng loạt vũ khí bị thu giữ bao gồm FGM-148, Javelin, một loại hỏa tiễn chống tăng được chế tạo bởi công ty Raytheon and Lockheed Martin của Mỹ, và Enlor, một loại tên lửa chống xe tăng do Anh và Thụy Điển đồng chế tạo, được sản xuất bởi công ty Thales Air Defense Limited của Anh. Ngoài ra, có thể thấy rất nhiều khí tài khác như kính nhìn ban đêm,
ống ngắm ban đêm và áo giáp chống đạn xuất hiện trong video. Một người đang giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng của những hệ thống tên lửa chống xe tăng của NATO, trong khi các binh sĩ thì đang cầm hỏa tiễn chống tăng Javelina và Enlor, đồng thời chuẩn bị cho họ cách sử dụng để đưa ra chiến tuyến, sẵn sàng khai hỏa vào xe tăng thiết giáp của đối phương. Nhiều thiết bị quân sự khác của Ukraine bao gồm xe tải, xe thiết giáp và một hệ thống pháo phòng không tự hành. Xe tăng của Ukraine đều mới được sơn thêm chữ Z. Trong vòng 2 tuần chiến sự ác liệt vừa qua, quân đội Nga và các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng đã thu giữ rất nhiều vũ khí do NATO chế tạo. Tuy nhiên, thì số lượng vũ khí của Mỹ và NATO bị quân đội Nga thu giữ chỉ chiếm một phần nhỏ. Tin từ Pháp, tiến hành khai quật mộ cổ bên dưới nhà thờ Đức Bà Paris. Việc trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris sau trận hỏa hoạn kinh hoàng của năm 2019 đã dẫn đến một số phát hiện khảo cổ đáng kinh ngạc. Bộ Văn hóa Pháp vào ngày 14 tháng 3 cho biết các vật được chôn cất với chất lượng khoa học đáng chú ý được tìm thấy trong quá trình xây dựng lại ngọn tháp ở vị trí trung tâm, nơi cách ngang giao với gian giữa của nhà thờ. Trong số các ngôi mộ có một quan tài hình người bằng chì được bảo quản nguyên vẹn. Nó có niên đại từ những năm 1300, không lâu sau khi nhà thờ hoàn thành xây dựng, và có thể được sử dụng để mai táng một chức sắc cao cấp. Bên cạnh mộ cổ, nhóm khai quật còn tìm thấy các yếu tố điêu khắc bằng sơn ngay dưới tầng hiện tại của nhà thờ. Chúng được xác định là các bộ phận của một bức ngăn có từ thế kỷ 13, một kiến trúc ngăn các khu vực bàn thờ với gian giữa. Cuộc điều tra khảo cổ vẫn đang diễn ra và sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng. Các phần khác của cấu trúc bị phá hủy vào đầu thế kỷ 18 cũng đã được khai quật trong quá trình trùng tu nhà thờ Đức Bà vào giữa những năm 1800 và hiện được trưng bày trong Viện Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành cuộc khảo cổ điều tra trước khi giàn giáo được dựng lên để mà hỗ trợ cho việc xây dựng lại ngọn tháp. Bộ Văn hóa Pháp cho biết công việc sẽ được tiếp tục cho đến ngày 25 tháng 3. Trung Quốc lên kế hoạch xâm lược Đài Loan vào mùa thu. Nhà ngoại giao hàng đầu của Đài Loan cho biết, ông không thể nói về tính xác thực của một tài liệu rò rỉ của tình báo Nga khẳng định Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch sáp nhập Đài Loan vào mùa thu này. Joseph Wu, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết vào ngày thứ Tư rằng đất nước của ông sẽ phải chuẩn bị bất chấp. Ông nói với các phóng viên ở Đài Bắc, bất kể Trung Quốc quyết định tấn công chúng ta khi nào, chúng ta phải luôn sẵn sàng tự vệ. Trong phiên điều trần của Ủy ban Quốc phòng tại Cơ quan Lập pháp của Đài Loan, Wu nói với các nhà lập pháp rằng ông đã biết các báo cáo của phương tiện truyền thông về tài liệu được cho là do một nhà phân tích giấu tên của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB viết, tự gọi mình là ngọn gió thay đổi. Ngoại trưởng cho biết ông không thể xác minh tài liệu của FSB, nhưng cho biết các cơ quan tình báo của Đài Loan đang theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan. Bức thư được đề cập là một phần của loạt bài do nhà bất đồng chính kiến người Nga Vladimir Osekin có trụ sở tại Pháp, một luật sư nhân quyền điều hành gulagu.net.ru ghi lại những vụ lạm dụng trong các nhà tù ở Nga. Osekin tuyên bố đã nhận được 7 lá thư kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Người tố giác FSB đã vẽ nên một bức tranh chi tiết về nỗi sợ hãi và hỗn loạn bên trong cơ quan tình báo chính của Nga, nơi dường như không ai ngoài một số ít được chọn biết về kế hoạch của Putin. Crystal Crozy, giám đốc điều hành của nhóm báo chí điều tra Bellingcat, cho biết đầu tháng này, các liên hệ FSB của ông tin rằng người tố cáo là xác thực, ngay cả khi họ không đồng ý với kết luận phân tích của ông. Trong bức thư thứ tư gửi cho ông Osekin vào ngày 9 tháng 3, vì chiến tranh, Nga có một hình ảnh tiêu cực đối với một quốc gia đến nỗi Hoa Kỳ có thể dễ dàng thúc đẩy các lệnh trừng phạt chống lại Trung Quốc nếu nước này giúp lách lệnh trừng phạt đối với Nga. Người tố cáo tiếp tục, không chỉ vậy, Tập Cận Bình ít nhất cũng đang đắn đo việc chiếm Đài Loan vào mùa thu. Ông ấy cần chiến thắng để tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba của mình. Thì bên phía Đài Loan họ nói là có những cái thông tin tình báo mà những cái người làm việc cho ông Putin rò rỉ. Đã rò rỉ ra, thì có lẽ là bên phía ông Tập Cận Bình cũng có cái dự định như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng biết là khi mà ông Putin ổng muốn đánh chiếm bên phía Ukraine thì ông Tập Cận Bình cũng đã biết điều đó, thưa quý vị. Nhưng mình không mong muốn là điều này là một cái sự thật. Mình không muốn cái thông tin này là thông tin đúng. Nhưng mà bên phía Đài Loan thì họ nói là họ lúc nào họ cũng phải trong cái tình thế mà chuẩn bị để mà chống lại Trung Quốc.
Mong là mọi người đều bình an hết quý vị ơi. Hôm nay Loan Lộc bận cái màu áo này là muốn cầu mong cho hòa bình. Cầu mong cho hòa bình ở Ukraine, là cầu mong cho hòa bình cả thế giới thưa quý vị. Tin Việt Nam, mỗi ngày vẫn còn 100 người qua đời vì dịch bệnh. Người bệnh mãn tính nhập viện khi đã chuyển nặng. Tại Sài Gòn, dù số người bệnh mới trong những ngày qua đã giảm nhẹ, nhưng mà vẫn có từ 2 cho đến 4 người đã không qua khỏi vì dịch bệnh này. Hiện nay thì tỷ lệ những cái ca tử vong trên tổng ca nhiễm tại Sài Gòn là 3,5%, cao hơn tỷ lệ chung của cả nước. Tỷ lệ chung cả nước là 0,6% thưa quý vị. Theo kết quả phân tích của ngành y tế ở Sài Gòn thì phần lớn trường hợp bị bệnh nặng và đưa đến qua đời là do những người lớn tuổi trên 65 tuổi, cũng như là những người có kháng thể yếu và những người có những bệnh mãn tính. Và cũng có những trường hợp chưa chịu chích ngừa, thuốc chích ngừa cho dịch bệnh nữa. Cho nên khi mà nhập viện thì cái tình hình đã khá là nặng rồi, cho nên không thể cứu được thưa quý vị. Thì tại Sài Gòn thì Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch đã nói rằng là họ sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để làm sao tất cả những người dân bị dịch bệnh phải khai báo đủ thông tin và có nhân viên y tế đến để bảo vệ cho họ, cũng như giúp đỡ cho những người thân của họ không bị lây nhiễm. Chỉ trong ngày 16 tháng 3 thì những ca bệnh mới ở Việt Nam là 180.500 ca bệnh. Những thành phố mà có những ca bệnh nặng nhiều nhất là ở Hà Nội, Nghệ An, Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Và riêng ở Sài Gòn thì đỉnh điểm có những ca bệnh nhiều nhất là vào ngày 10 tháng 3. Thì ngày hôm đó riêng Sài Gòn là có 3.700 người đã bị bệnh. Nhưng mà cho đến hôm nay thì đã giảm, cái mức độ nó giảm từ từ rồi quý vị. Cho đến hôm nay là 2.052 người bệnh vì cái bệnh dịch này. Mình nhìn tất cả những cái biểu đồ thì mình thấy bắt đầu giảm xuống. Có nghĩa là ở Việt Nam đã qua được, mình hy vọng qua được cái đỉnh cao nhất của dịch bệnh rồi, và bây giờ giảm xuống thì từ từ sẽ giống như tất cả những nước khác đã qua được cái đỉnh đó rồi thì bây giờ giảm. Mình cũng rất mong điều này, mình mong cho tất cả những người Việt Nam của mình ở Việt Nam hay là ở bất cứ nơi đâu ở trên toàn thế giới thì qua được cái bệnh này. Mấy năm trời chúng ta mệt mỏi quá rồi, Hồng Loan rất là mong tất cả chúng ta trở lại sớm với cuộc sống bình thường và mọi người đều được bình an hết. Và ngày 15 tháng 3 vừa qua thì ở Việt Nam đã mở cửa ra đón chào những cái người du khách từ nước ngoài đến, cũng như những người Việt kiều từ nước khác về Việt Nam. Thì khi mà về mình phải bảo vệ cho mình là trên hết nha quý vị. Mình biết là mình đã được chích ngừa rồi nhưng mà mình cũng phải cẩn thận. Tốt nhất là sức khỏe của mình phải bồi bổ những cái lượng chất trong người mình để cho mình tăng cường cái sức đề kháng. Dạ. Và chắc chắn là có rất nhiều quý vị cũng phải về Việt Nam, mặc dù biết là những cái ca bệnh cũng đang tăng. Hồng Loan cũng được biết là giá máy bay rất là đắt quý vị, coi như người ta mua liên tục, mình muốn lấy cái ngày về cũng khó. Quý vị nào muốn về thì chúng ta phải gọi sớm để mà lấy vé sớm. Bởi vì quý vị cũng biết là 2 năm rồi, những người bà con, cha mẹ, gia đình, con cái không có được gặp gỡ. Ngay cả gia đình mình có những người bệnh thì mình cũng không có được chăm sóc cho nhau nữa. Cho nên ai mà còn người thân thì cũng đều muốn quay về để mà được gặp gỡ nhau sau mấy năm không có gặp nữa thưa quý vị. Chúc cho tất cả mọi người, cô chú anh chị các bạn đều ai cũng khỏe hết, ai cũng mạnh hết. Rồi, tin chính đã hết. Giờ tới phần tin phụ nha, Loan. Cái này thích kêu tên tôi mày. Kêu đi chứ để nói lộn mất công rồi. Nói lộn tên nha, kêu lộn tên nha, chết à. Giận tháng không nói chuyện. Giận tháng, không nói gì hết, một tháng. Hiền mà, đã hiền đó không nói. Không nói gì mà lườm thôi. Liếc thôi, có nghĩa là đi ngang quá. Da thịt coi như là xé da hết thịt luôn vậy đó. Trời ơi, làm giống như con sư tử vậy, đi ra làm như sư tử đóng đi ghê quá. Sư tử gầm. Cái chuyện không quên hôm nay cái chuyện rồi, có một cái câu chuyện này, câu chuyện về thông thái ha. Thì có một anh thanh niên kia được người ta gọi là chuyên gia thông thái. Ảnh có thể đứng trước những cái người mà ngồi ở dưới và thuyết trình. Hễ người nào hỏi câu nào thì anh đều trả lời được hết. Không có câu hỏi nào anh không thể trả lời. Có nghĩa là cái gì anh cũng biết hết. Bỗng một hôm anh chuẩn bị đi thuyết trình, cô vợ của anh xuất hiện.
cầm trên tay một xấp hình. Cô vợ hỏi anh: Anh, em nghe nói mọi người nói anh thông thái lắm phải không? Anh này trả lời: Đúng vậy em. Anh giỏi lắm phải không anh? Đúng vậy. Anh cái gì cũng biết hết phải không anh? Đúng vậy, cái gì anh cũng biết. Vậy anh nhìn coi, con nhỏ này là ai đây? Cô quăng xấp hình lên bàn. Anh này liếc nhìn, thấy hình của ảnh đang nắm tay một cô gái chuẩn bị bước vô một khách sạn. Anh này trịnh trọng trả lời: Anh không biết. Chuyện gì anh cũng biết. Chuyện gì anh rất là thông thái, cái chuyện gì anh cũng biết hết. Hỏi trên trời dưới đất gì anh cũng biết hết. Mà hỏi cái chuyện này, con nhỏ này là ai đây? Anh trả lời: Anh không biết. Vậy chắc anh. Vậy chắc anh biết. Hình nó ghép đó em ơi. Ừ. Lúc này nó ghép hình giỏi lắm. Cỡ đúng nào rồi, nó cỡ nào cũng ghép được cái đó. Ừ. Hay ha. Ừ. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Lộc rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương và chia sẻ những chương trình của Loan và Lộc. Và rất mong nhận được like, share, subscribe từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh không biết.